có cuốn nước quấy trắng, thùng thổi chấu và máy lọc xạ, sử dụng đi bột pha. Thì qua cơ bản anh em công ty đã hướng dẫn cho anh chị, nãy giờ thì anh chị đã nắm bắt sơ bộ được về cách sử dụng máy chưa ạ? Nói chung là nắm bắt được rồi. Vâng, và từ núi đã ta thành gạo, tối nay mình có cơm nấu ăn chưa ạ? Ok. Vâng, thế thì anh chị đã thấy, cảm thấy là mình hài lòng với lại những gì mà đã diễn ra chưa? Thì nói chung là thấy máy chạy tốt, ra gạo thì rất là đẹp, rất là hài lòng. Vâng, rồi chúc anh chị làm ăn thuận lợi, thành công. Với lại cái dàn máy xuất sát này nó sẽ giúp cải tiến cái kinh tế và cái giá trị, mang lại cái gạo sạch, mang lại sức khỏe cho bà con nông dân khu vực này. Sau này như máy móc có vấn đề gì hay là cần liên quan đến kỹ thuật và cần tư vấn hoặc bất kể sản phẩm nào thì cứ liên hệ với công ty, công ty sẽ hỗ trợ cho anh chị hết sức có thể. Xin chào anh chị nha.
Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.